có xe máy nay bóp thắng không có được, thắng xe không có dừng lại luôn mà còn nghe tiếng két nữa. Nhưng ảnh nói xe anh trước giờ á chỉ đi đồ zin nên em kiểm tra và thay cho anh đồ zin nha. Dạ rồi, ok anh, bên em cũng chỉ làm zin thôi nè. Các bạn biết không, thời gian mà trung bình thay lại của một bố thắng á là tầm 15.000 km. Tuy nhiên á thì tùy theo điều kiện sử dụng của anh em thôi, mình đi đoạn đường như thế nào, chẳng hạn đi đường nội ô thì nhanh mòn hơn, đi đường trường hay lâu mòn hơn, đúng không anh em? Thì mình đã tư vấn cho anh khách cái bố thắng zin của Honda thì thời điểm hiện tại chỉ có 175k thôi. Cái mã bố thắng này thì sử dụng cho nhiều dòng xe như là Outback nè, Lee nè, Vario nè, Vision hoặc là HMO. Thì cái quy trình thay bố thắng á, kỹ thuật mình sẽ vệ sinh trước khi gắn bố thắng lại, sẽ vệ sinh sạch sẽ hết những cát bụi còn dính trên cái tăng bua đầm và chà nhám mịn lại mặt tiếp xúc của tăng bua với bố thắng, giúp bố thắng của chúng ta đi bền hơn, êm hơn, bám thắng tốt hơn và chắc chắn rằng khắc phục được cái tiếng kêu két khó chịu cho anh em. Sau đó thì sẽ xịt bụi sạch sẽ như vậy là sạch như mới luôn rồi anh em. Anh em xem cái bố zin mới nè và cái bố cũ nè, cái bố cũ đã mòn và chai bóng luôn, vậy thì sao mà không trượt và không kêu được. Còn bố zin mới thì nhìn nó rất là sắc sảo, mặt bố đều và đẹp, đúng là zin là chân ái anh em ha. Còn phần những cái trụ gắn bố trên xe á, cũng được vệ sinh sạch luôn, làm trơn nhẹ lại tránh reset nè. Nhiều khi thắng nặng tay hay là kẹt thắng cũng do các bộ phận này gây nên nè anh em, nên việc vệ sinh lại như vậy nè rất là cần thiết khi thay bố nha anh em. Rồi thì tiến hành lắp ráp lại đúng vị trí như zin tất cả linh kiện trên xe, kiểm tra canh chỉnh lại, sau đó là ráp bô để hoàn tất xe cho khách hàng thôi. Cũng không quên hướng dẫn khách hàng kiểm tra và cách tăng thắng chuẩn để an toàn cho khách hàng và bền xe khách nữa, đúng không? Và chắc chắn là trước khi bàn giao xe thì không quên được 4 bước chăm sóc xe miễn phí quá quen thuộc với anh em khách hàng của Số Hai Bánh. Anh em nào đã từng là khách hàng biết rồi ha. Thì ngoài bố thắng Honda ra dành cho các xe Outback Vision hay HMO thì bên Nhật Số Hai Bánh còn có nhiều mẫu mã bố thắng nữa, đầy đủ mã, đầy đủ thương hiệu như là Racing Boy nè, Elite nè, hoặc là bố của Vespa. Với giá thành tầm khoảng 80k thôi thì xe nào cũng có. Anh em nào cần biết con xe mình có hay không cứ comment dưới, hoặc là muốn Nhật quay clip để đưa cho anh em xem thì cũng có thể là comment dưới để anh em lựa chọn dòng bố thắng hoặc là phụ tùng chính hãng, đồ chơi chính hãng. Thì anh em mua quá nhiều rồi, không biết là hóa đơn anh em bao nhiêu, như Nhật thường hay nói không cần biết hóa đơn của anh em mua hàng hay sử dụng dịch vụ là bao nhiêu, chủ yếu anh em vui và quay lại ủng hộ là bên Nhật vui rồi. Cho nên như vậy á, anh em cứ comment yêu cầu Nhật để Nhật có những cái nội dung để mà lên clip gửi đến anh em để mà anh em tham khảo thêm về những sản phẩm phụ tùng. Như vậy là Nhật vui rồi ha. Rồi, cảm ơn anh em xin clip, xin chào, hẹn gặp lại.